Rồi xin chào cô chú và anh chị, thì lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Ở đây thì ngày hôm nay ha, lại đang có mặt tại một miếng đất thì nói chung là rất là tiềm năng ha, cho anh chị mình về đây có thể mua bán nè, kinh doanh hoặc là mua ở cũng rất là ok ha, nói chung là rất là tiềm năng và đặc biệt ha. Thì trước tiên mình để nói về một lô đất này, mình review cái mảnh đất này, thì bây giờ mình sẽ phân tích những cái đoạn đường ở đây có những gì gửi đến chị mình ha, sau đó mình sẽ báo thông tin chi tiết cơ bản về một ngôi nhà vườn này ha. Thì đây nè anh chị, cái lối này nè là rất là quen thuộc ha, nếu mà mình nói là anh chị sẽ biết liền, vì cái đường này anh chị mình đi vô tầm khoảng là 10 cây số thì anh chị mình sẽ vô một cái khu du lịch, đó là bầu nước sôi của Thác Mai ha, một cái nơi đó là của chú ca sĩ Lý Hải và cô Minh Hà đã có về để đóng phim Lật Mặt ở trong này nè ha, bầu nước sôi Thác Mai ha. Đó, anh chị mình đi đường này là đi thẳng luôn, đường nhựa đi hoài luôn ha, là 10 cây số là gặp bầu nước sôi Thác Mai ha. Thì đó là một hướng ha, một cái hướng này ha. Và ở đây thì mình có thêm một hướng nữa là hướng này, thì từ trong cái mảnh vườn này á, anh chị mình đi thẳng ra con đường này ha, nó cách quốc lộ là đúng 500m thôi anh chị ha, anh chị đi ra quốc lộ chỉ có 500m thôi, mình sẽ gặp quốc lộ 20 luôn. Thì quốc lộ 20 đó anh chị mình đi 500m quốc lộ 20, sau đó rẽ trái á, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Biên Hòa, nó tầm khoảng là 85 cây, còn anh chị mình về hướng Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 110 cây số ha. Còn quốc lộ 20 mà anh chị rẽ phải, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc tầm khoảng là 80 cây, còn anh chị đi tiếp về hướng thành phố Ngàn Hoa của Đà Lạt là tầm khoảng 200 cây nha. Đó, đây là một cái ngôi nhà vườn. Là ngôi nhà vườn này anh chị là thuộc về trung tâm, thuộc về thị trấn Định Quán ha. Trên sổ là thị trấn luôn anh chị nha. Đất này thuộc về thị trấn Định Quán ha. Nó đã phủ hồng và đặc biệt nữa là full thổ cư 100%. Ha, 100% 100% đất ở đô thị anh chị ha. Thì cái mảnh nhà vườn này á, thì hôm nay bây giờ mình sẽ báo diện tích và giá cả ha. Cái miếng này anh chị là tổng diện tích là 556,6 m² ha. Và thổ cư của mình là được 435 nha, đó là full thổ cư, còn lại là 128 m² kia là đất trồng cây lâu năm ha. Nói chung là đã đất thì những mặt tiền như thế này thì phải có lộ giới ha. Có lộ giới thì lộ giới nó ăn sâu vô tầm khoảng là 8 m ha, đi tới gần tới cái gốc cây xoài phía trong. Và đây anh chị thì cái miếng đất này ha, thì cái mặt tiền của mình á, thì để mình nói tiếp ha. Tiền của mình anh chị thì từ cái cột đó ha, nó có ranh giới chủ nhà xây nhà rồi ha, từ góc cột đó qua góc cột này mình được 7m2 nha. Đó, 7m2. Bây giờ mình sẽ vào bên trong mình quay chi tiết cho anh chị mình nè ha. Thì nó được là 7m2 anh chị, bề ngang 7m2, cái chiều dài đi xuống anh chị dài được 55 nha, chiều dài là 55 ha. Phía sau nở hậu ra 13m9 ha, rất là đẹp luôn ha. 7m2 tới đó thì nở hậu ra, đi dài xuống là được 13m9 nở hậu phía sau ha, chiều dài 55 nha. Và hướng mặt tiền căn nhà và miếng đất của mình quay về hướng nam ha, hướng chánh nam anh chị ha. Đó, đường nhựa luôn, full thổ cư luôn ha. Đất ở tại đô thị, tại trung tâm thị trấn Định Quán của Định Quán Đồng Nai ha. Đó, anh chị mình đi ra quốc lộ 20 là 500m đó, anh chị mình sẽ gặp đó là đá Ba Chồng ha, cũng rất là nổi tiếng ở Định Quán Đồng Nai. Thì đó là đá Ba Chồng Định Quán Đồng Nai ha, anh chị mình lên Google anh chị mình search ra cũng thấy ha. Thì từ lô đất này của mình, căn nhà vườn này anh chị mình đi ra quốc lộ 20 là 500m thôi, mình sẽ gặp đá Ba Chồng là thuộc về dốc 12 ha, đá Ba Chồng Định Quán Đồng Nai, 500m sẽ gặp quốc lộ 20, gặp các đầy đủ tiện nghi ha, chợ Bách Hóa rồi bệnh viện nè, rồi ngân hàng, nói chung là đầy đủ ha. Ra quốc lộ 20 thì giống như là một cái tiềm năng không thiếu, không thể thiếu một cái gì nữa anh chị ha. Đó, ở đây thì mình cũng báo giá luôn ha. Thì chính chủ anh chị thì có kêu giá ha, ở đây cho 556,6 m² này, full thổ cư, đó có tại đô thị. Giá chính chủ kêu là 2.9 tỷ nha. Nhưng mà giá này vẫn còn gặp trực tiếp chính chủ, mình bất lọc thương lượng nhẹ nhẹ nha anh chị nha, cho anh chị mình thiện chí mua bán ha. Đất ở đây thì trên đất hiện tại thì gia chủ của mình á, chính chủ hiện tại đang trồng những cây ăn trái nè anh chị. Đây lại là xoài ha. Xoài này xoài gì anh? Đài Loan hả? Xoài Đài Loan cốc thì cốc gì, cốc Thái hay cốc mình? Cốc Thái ha. Mít chôm chôm rồi ha. Này có hai hàng, hai lối đi ra mà trồng tính ra là thập cẩm luôn anh. Có hai lối đi ra mà trồng tính ra thập cẩm luôn á. Tính gần cái chục cái loại cây ăn trái luôn. Gì cái này cây mai khỏi tính đi, cái này cây xoài, rồi cái gì mãng cầu nè, ổi. Rồi gì nữa ta, mít nè, chôm chôm. Đủ loại luôn chị ơi, quá trời cốc nữa. Quá trời luôn nè. Cái đường lối đi vô rất là đẹp ha. Ô tô ở đây đậu, nếu mà nói được 4 chiếc 7 chỗ lên chị ha, đậu từ ngoài cổng vào đến trong nhà luôn.
Thì cái phía cổng anh chị tới đây nở hậu đó nè ha. Thì cái mặt tiền là 7m2 đó, chạy dài vô đây nè, nở hậu nè anh chị. Đó, nở hậu bung ra phía này ha. Đó, chạy dài xuống. Nhà thì ảnh cũng mới làm những cái này kêu bằng gì anh? Cái kéo kéo này nè, cái bạc này nè. Hả? Vòm kéo ha. Anh mới làm cái vòm đó chứ cái vòm này, cái vòm kéo hai cái. Điện năng lượng mặt trời thì có đầy đủ trên anh chị, từ trong ra ngoài luôn ha. Và có cả camera giám sát 24/24 luôn ha. Đó. Nhà này là anh xây tường mình gạch thường hay là tường đôi, tường cách âm? Tường đôi luôn hả? Kiên cố à, cách âm nè. Có làm gì trong này không? Sợ người ta nghe rồi. Làm cách âm. Dạ, rồi. Anh sẽ vào bên trong quay review căn nhà cho anh chị mình ha. Đó, phía trước không gian của mình ở đây là một cái phòng khách anh chị ha. Đó, một phòng khách đây nè ha. Để ghế, sofa và coi như tivi rồi nè. Phòng ngủ rồi, mình có 3 phòng luôn ha. Đó, hiện tại mình có 3 phòng. Thì ở đây là một phòng nè anh chị ha. Căn phòng đầu tiên. Đó, căn phòng đầu tiên thì để anh chủ mình làm việc ha. Phòng đầu tiên để cho anh chủ làm việc, một cái không gian nè. Đó. Còn căn phòng thứ hai là để ngủ nghỉ ha. Đó, phòng thứ hai hiện tại là anh đang ngủ nghỉ ở đây. Đó, căn phòng này rộng tầm khoảng 15 mét vuông anh chị ha. Đó, đây là căn thứ ba ha. Còn cái phía này nè là một cái không gian bếp nút ha. Đó, không gian bếp nút nè, rất là sạch sẽ luôn ha. Nói chung là nhà rất là còn mới luôn chị. Ảnh xây đâu đó thì tầm khoảng, như là anh kể là tầm khoảng xây là 2 năm ha. Nhưng mà nhà rất là còn mới luôn nè. Không có một cái vết mà bám lên tường hay là ố gì hết trơn ha. Rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, ghế gỗ ngồi để tiếp khách. Ở trong có bàn làm việc và hai phòng ngủ nè. Đây là không gian bếp nè. Đó, rất là sạch sẽ luôn ha. Đó, không có bụi bám nha. Nói chung là làm rất kỹ lưỡng ha. Làm kiên cố 100% luôn chị. Đó, không gian phía trước nè. Xe hơi thì đậu được 4 chiếc 7 chỗ phía trước ha. Đây thì cái phòng làm việc. Đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ là hai phòng ha. Còn ở đây cái không gian phía sau của mình nè anh chị. Đây không gian phía sau. Đó, này mang dép ké của ảnh đi. Mang dép tổ ong, mang dép ké của ảnh luôn. Trời ơi, em đi quay đất cái chân em nó đen đen nè anh chị. Đâu mang già đâu, mấy tháng mưa đâu mang già đâu, đen thui chân luôn. Mà không sao, có video sản phẩm gửi đến anh chị mình là vui rồi ha. Đây cũng có một cái lối đi lên nè, chỗ hai anh ngồi đằng trước đó ha. Thì mình sẽ đi lên luôn. Đó, đây có lối đi nữa. Này ví dụ như mà mình trồng cây kiển, trồng rau, trồng hoa thì cũng ok ha. Đó, tới đây cái vòng hoa đó. Không gian này rất đẹp ha. Nhà thì còn mới anh chị ha. Nhà thì còn mới. Nhà rất còn mới ha. Chung là xây tường đôi, tường cách âm luôn ha. Rất là kiên cố. Phía sau này thì đang nuôi những con gà nè. Đó, hiện tại thì anh thả đi rồi ha. Anh bắt đi rồi. Lúc trước là nuôi gà, hiện tại vẫn còn nuôi ha. Gà, phía sau thì trồng số cây ăn trái nữa nè. Ô, cái lá này ngon lắm nè anh chị. Lá này là lá ăn thịt bò nè, lá lốt nè. Đó, hồi nhỏ tuổi thơ thì em chuyên đi có chiều chiều có mấy cái xe đẩy, xe đậu hũ, xe cá viên chiên rồi vô bóp kèn te 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 bán bò lá lốt, bán xúc xích chiên rồi nè. Tuổi thơ. Lá này thơm ha. Lá này thơm. Sao mình có cây sầu riêng nè. Cái này chắc trồng được 1 năm rưỡi quá. Đợi thêm 2-3 năm nữa mới có trái mới được ăn. Này cây mít ha. Đây bưởi nữa nè. Đó, trồng nói chung càng trái cũng nhiều ha. WC phía sau nè anh chị ha. WC nhà tắm phía sau. Được 2 cây sầu riêng, cây tắc. Phía sau chuối rồi mít, đủ thứ ha. Bò lá lốt. Đó, bên đây bên hông nữa nè anh chị. Ha. Đó, bên hông ngôi nhà nè. Đây mình đi thêm bên hông nữa ha. Bên hông kia mình đã đi rồi, bên hông này mình cũng đi thêm ha. Đó. Nè, đây có một cánh, đây có một cánh cửa đi bên hông ha. Nó rất là thoải mái luôn nè. Rất đẹp ha. Nhà thì rất là còn mới luôn chị ha. Khá còn mới luôn á, sạch sẽ ha. Mua vào thì anh chị chỉ có việc dọn vào và ở thôi ha. Đó, mua chỉ có việc dọn vào và ở thôi. Ranh giới thì rõ ràng hết ha. Làm bờ tường kiên cố này kia đầy đủ hết. Nó và có nhà cửa sẵn ha. Ở đây thì anh chị mình về đây mua thì chỉ việc mà xách đồ dọn ba lô vào ở thôi ha. Ở đây đã có sẵn một cái không viên, đó là nhà vườn nè, có sẵn nè ha. Nhà kiểu nhà mái Thái ha, lợp kiểu nhà mái Thái và tường thì tường đôi, tường cách âm. Nói chung là xây kiên cố, tại chủ xây để ở mà anh chị ha. Xây kiên cố. Chung đầy đủ hết ha, điện, giếng nước, wifi đầy đủ, có cả điện năng lượng mặt trời và có cả camera an ninh ha, giám sát 24/24 luôn anh chị ha.
Hả? Thì mình nhắc lại ha, chính xác nơi đây là ở thuộc về trung tâm thị trấn Định Quán ha, của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đá Ba Chồng đó anh chị. Thì diện tích hôm nay á, lời gửi đến cho anh chị là 556,6 m² ha. Đất ở tại đô thị full thổ cư 100% ha. Có một ngôi nhà vườn và có một ít cây trái như này ha. Anh chị mua về đây có thể thích thì sửa sang là, hoặc là anh chị mình trồng những cây trái khác tỷ thích của anh chị mình ha. Đó, giá thì chính chủ báo ha là 2.9 tỷ nha. Đó, giá chính chủ báo là 2.9 tỷ mà có thương lượng bất lập nhẹ nhẹ cho anh chị mình ha, để anh chị mình gặp xem đất ha. Rồi, thì video mình cũng kết thúc ở đây ha. Cái đoạn flycam đó mình cũng đã bay lên trên cao, nhìn xuống gửi đến anh chị mình ha. Thì đất của mình đi vô hướng cái vườn chỗ mà bầu nước sôi thác Mai đó, thì cái nơi đó khá là nổi tiếng vừa rồi ha, có ca sĩ chú Lý Hải và cô Minh Hà giờ đó đóng phim Lật Mặt anh chị ha. Đó, thì đi vô đó là 10 cây nha, tầm khoảng 10 cây là gặp bầu nước sôi thác Mai. Còn chị rẽ trái thì anh chị mình sẽ đi ra hướng quốc lộ 20 là 500 m ha, sẽ gặp đá Ba Chồng Định Quán Đồng Nai. Thì ra đó là 500 m rồi sẽ gặp quốc lộ 20, rồi anh chị gặp các đầy đủ tiện nghi ha, bệnh viện Định Quán nè, và chợ, rồi ngân hàng, rồi nói chung là đầy đủ luôn ha, không thiếu một món gì ha. Đó, thì ra đó thì 500 m thôi. Sau đó rẽ phải ha, mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc, tầm khoảng là 75 cây. Anh chị về thành phố Ngàn Hoa của Đà Lạt là 200 cây ha. Còn quốc lộ 20 mà rẽ trái, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Biên Hòa, tầm khoảng là 85 cây. Đi tiếp về hướng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 110 cây ha. Rồi, video mình cũng kết thúc ở đây ha. Thì chi tiết mình cũng đã đưa lên, giá cả mình đã đưa lên ha, review tất cả và đi hết cái khung cảnh khu nhà vườn này rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đưa phần sổ sách vị trí Google Maps lên cho anh chị mình xem, để anh chị mình xem biết và cái lô đất này và cái Google Maps là sẽ gửi cho anh chị sau ha. Anh chị sẽ biết là để cho cái lô đất này về đến nhà của anh chị, ví dụ như anh chị ở các tỉnh thành hoặc là cái thành phố lân cận tại Đồng Nai ha, anh chị mình biết từ cái lô đất này về đến nhà của anh chị mình bao nhiêu cây số, để anh chị mình sắp xếp có thể gặp lại đi xem đất ha. Đó, thì mình chuyên đi quay bất động sản nhà vườn chính chủ ha. Mình luôn luôn có ba cái tiêu chí mình nói ha. Tiêu chí thứ nhất, mình quy đất trên đất không mồ mả. Tiêu chí thứ hai, quy đất không vướng quy hoạch. Tiêu chí thứ ba, đặc biệt không thổi giá, không kê giá nha anh chị nha. Đó, thì giá này chính chủ kêu là 2.9 tỷ ha. Thì gặp chính chủ là có bất lập và thương lượng nhẹ nha. Đó, anh chị nào quan tâm thiện chí thì gọi điện trực tiếp số điện thoại màn hình ha. Rồi có để số điện thoại trong hình video. Anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo ha, là sẽ tư vấn anh chị mình nha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Video mình cũng kết thúc đây ha. Sau đây là phần sổ sách vị trí và Google Maps gửi đến anh chị mình nha. Rồi, đây là hình sổ mình anh chị ha. Tờ bản đồ số 62, thửa đất số là 421. Địa chỉ là thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Đất nằm thuộc thị trấn anh chị ha. Và diện tích mình gửi đến là 556,6 m² nè. Trong đó thì hình thức sử dụng là sử dụng riêng nè anh chị, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị ha, là thổ cư 435,8 m², phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác ha, là 120,8 m² ha. Thời hạn sử dụng của đất thổ cư là lâu dài nè, còn thời hạn đất trồng cây hàng năm khác sử dụng đến ngày 6 tháng 5 2072 ha. Hết hạn anh chị mình đi cấp lại sổ mới nha. Đây hình đất của mình anh chị, đó tương đối khá đẹp ha. Mặt tiền ở đây, đó, đây lộ giới anh chị ha, lộ giới họ chạy dài xuống tới đây ha, owner thổ cư nè, full thổ cư luôn anh chị ha, đó, toàn bộ thổ cư ha, rất là đẹp ha, nở hậu phía sau nè. Bây giờ mình sẽ đưa phần thông tin quy hoạch cho anh chị mình xem ha. Rồi đây nè anh chị, đất của mình ở trung tâm thị trấn Định Quán nè ha. Đó, thị trấn Định Quán Đồng Nai. Thì đây là tờ 62, thửa là 421 nè. Diện tích 556 m² ha. Full thổ cư đất ở tại đô thị nè. Thì đất phủ hồng và thổ cư của mình là full 100% toàn bộ ha, là 397 m². Còn phần lại là đất giao thông, lộ giới đó anh chị. Sau này sẽ mở một cái con đường nhựa khá là lớn đi vào hướng khu du lịch bầu nước sôi thác Mai của nơi đã từng đóng phim của chú Lý Hải và cô Minh Hà ha. Đó, đóng phim Lật Mặt đó ha, của chú ca sĩ Lý Hải và cô Minh Hà nha. Nè, full thổ cư ha. Đó, tờ 62, 421 nè. Thổ cư toàn bộ thì sau này sẽ làm lộ giới ra, đường nhựa ha, là một con đường nhựa rất là lớn luôn anh chị ha. Đó, thì đây nè, mặt tiền 7.2 m nè anh chị. Cái hậu dài 55 nè ha. Đằng sau được 13.9 m nè. Đó, anh chị thấy rõ không ạ? 13.9 m nè. Dài 55 ha. Rất là ok, nở hậu ra rất là đẹp ha. Thì khúc này nở hậu ra là đi ngang được 7.1 m nữa nè, là cái khúc mà chọn mấy cái ghế đá có hai anh trai đang ngồi đó ha. Đó, đây rất là đẹp ha. Thì cái vị trí miếng đất mình chấm đỏ đây anh chị ha, đây đi ra quốc lộ 20 nè anh chị, đây là quốc lộ 20 nè.
Đó, hai nhà xe Tân Niên luôn ha, quốc lộ 20 nè. Đó, thì tới quốc lộ 20 chỉ có 500m ha, từ đây rẽ 500m gặp quốc lộ 20 thôi anh chị ha. Đó, thì gặp quốc lộ 20 đó anh chị mình, nếu mà rẽ phải ha, mình sẽ về hướng thị trấn Tân Phú ha. Đây là thị trấn Định Quán, về thì rẽ phải về thị trấn Tân Phú là nhà của Lợi ha. Thì anh chị từ đất đi lên hướng Tân Phú, nhà Lợi tầm khoảng là 12 cây số nha. Sau đó thì đi tiếp luôn, đi thẳng thì mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc ha. Anh chị mình về hướng thành phố Bảo Lộc đâu đó tầm khoảng là 70 cây ha, còn đi tiếp về thành phố Đà Lạt tầm khoảng 200 cây. Còn quốc lộ 20 mà rẽ trái á, anh chị mình sẽ về hướng Dầu Giây, quốc lộ 1A sẽ là đâu đó là mất khoảng là 45 cây ha. Còn chị mình về hướng thành phố Biên Hòa nè, để em chụp cái camera được á. Đó, rõ hơn rồi đó. Về thành phố Biên Hòa ha thì nó tầm khoảng đâu đó là 75 đến 80 cây ha. Còn chị về hướng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ là 105 cây. Và đó của mình đi qua hướng Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một nè, cũng tầm khoảng 100 cây. Về hướng Bà Rịa Vũng Tàu cũng 100 cây ha. Và đó của mình đi qua hướng thành phố Long Khánh đâu đó vỏn vẹn là 65 cây nha. Và một điều đặc biệt nữa là nằm đất của mình đi qua hướng đó là Bò Sữa Long Thành, sân bay Long Thành Đồng Nai ha. Thì đi qua hướng sân bay Long Thành tầm khoảng là 45 cây anh chị ha. Đó, và cái nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Giây á, lô đất của mình nó nằm cạnh luôn anh chị ha, đâu đó vỏn vẹn chỉ có là một cây số anh chị ha, là cái nút giao cao tốc đó, cao tốc Phan Thiết Dầu Giây đó. Và nút giao cao tốc Phan Tân Phú Đà Lạt ha, Tân Phú Lâm Đồng thì cái miếng đất này nó cũng nằm rất là gần ha, tầm khoảng 2-3 cây số anh chị ha. Đó, rất là thuận tiện, rất là ok, và đất thì ngay trung tâm thị trấn Định Quán nữa, rất phù hợp cho anh chị mình về mua ở này, hoặc là anh chị mình đầu tư, hoặc là kinh doanh mua bán tạp hóa, bán gì kinh doanh cũng được ha. Ngay cái mặt tiền nhựa rất là lớn, một đường thì đi ra quốc lộ 20, một đường thì vô Bầu Nước Sôi, khu du lịch Thác Mai ha. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm thiện chí thì có thể gọi nhắc máy lên gọi điện cho mình ha, hoặc là kết bạn Zalo, mình sẽ tư vấn và gửi sổ, gửi vị trí Google Maps cho anh chị mình nha. Trước khi kết thúc video, lời xin của chú anh chị cho lại một lượt đăng ký kênh ha, một lượt subscribe để lại có động lực thúc đẩy tinh thần đi quay bất động sản nhà vườn chính chủ gửi đến với cô chú anh chị mình hàng ngày và mỗi ngày nha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Video mình cũng kết thúc ở đây ha. Xin hẹn cô chú anh chị mình video tiếp theo lần sau nha.